mở bán ngày 1 tháng 7 của Yami đến đây, mở bàn bằng một hàng loạt những chiếc áo thun siêu xinh xắn luôn nha. Áo thun cổ tròn linh vật rồng vô 6 với thiết kế style truyện tranh làm hài lòng biết bao nhiêu là bạn trẻ luôn. Áo thun cổ tròn linh vật Tiger vô 5, bạn hổ độc đáo ngầu căng đét luôn. Hai bạn áo thun phối màu trắng và đen, áo thun cổ tròn thần cổ đại Poseidon vô 1, vừa có nét kiến thức của thần cổ đại, còn lại quá ổn áp khi mà mismatch outfit hàng ngày nữa chứ. Áo thun cổ tròn uy nguyên bản vô 81 có hai phối màu và tiện dụng đi vào phố lắm nha. Với hai bạn áo thun cổ tròn uy nguyên bản vô 55 này á, gu bạn nào mà đơn giản bề ngoài nhưng mà bên trong thì nội dung sắc bén thì cứ tiến đến hai em này liền nha. Gu tối giản tinh tế bây giờ là lên ngôi dữ lắm đó. Thun cổ trụ tối giản M4 là một minh chứng sáng giá nè. Nếu bạn đang cần một em áo sơ mi có đôi chút khác lạ với phong cách hàng ngày thì em sơ mi tay ngắn đơn giản uy nguyên bản vô 27 chắc hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn đó nha. Mùa hè mà làm sao bỏ quên em quần sọc tối giản vô 20, hai sự lựa chọn không còn gì là khó khăn hơn. Jessica dùng nguyên bản A4 2022 mở bán lần này phải trao cho Vương Miện cho em nó liền nha. Thỏa ba tiêu chí: đẹp, tính năng tốt, dễ phối và thân thiện với mỗi outfit luôn. Tôi đeo uy nguyên bản vô 3 chỉ cần kết hợp em với một cái outfit nào đó thì 10 điểm về chỗ luôn đó nha. Cuối cùng là em phụ kiện thời trang khăn y 2010 M6 và M7 với tính năng ngập trời may luôn. Hãy đến Yami mua sắm trong 3 ngày mở bán đầu tiên để được giảm 20% nè.